Rồi em xin chào tất cả anh chị em bà con đã quay trở lại kênh mua bán ô tô cũ của anh em nha. Qua năm mới rồi ha, bước qua năm 2021 rồi. Thì em xin chúc toàn thể anh chị em bà con mình có một cái công việc làm ăn thật là thuận lợi và gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống ha. Chẳng cầu mong gì hơn ngoài sức khỏe và công việc làm ăn và hạnh phúc gia đình. Mong cho tất cả bà con mình nhận được những cái gì tốt đẹp nhất từ cuộc sống này ha. Thì quay lại với công việc chính của em thì hôm nay bãi của em mới vừa về thêm một con Mitsubishi đời 2003 mọi người ha. Tải của nó là 3,2 tấn nha. Thùng dài 4,4 m. Xe đời 2003 thì giá xe con này em cần ra đi là 183 triệu nha mọi người. Mitsubishi 3,2 tấn, thùng kính. Em sẽ quay chi tiết tổng thành để gửi đến cho anh chị em bà con mình cùng xem, cùng tham khảo và cùng chiêm ngưỡng cái con xe này, cái mức độ nó còn tới đâu. Thì mọi thông tin chi tiết bà con mình cứ liên hệ trực tiếp em qua số điện thoại cũ là 0988 454 318 nha mọi người, để có thông tin về xe và để có được cái giá ưu đãi tốt nhất cho mọi người khi đến xem xe và mua xe bên bãi xe của em nha. Thì con này đời nó là 2003, xe thùng kính, có cửa hông, xe thùng sàn inox nha mọi người, 2 lớp, xe còn rất là cứng xe luôn. Máy móc con này khỏi phải chê vào đâu được. Thì em sẽ chi tiết hết tổng thể cái xe này cho bà con mình cùng xem cái xe này, cái mức độ nó còn như thế nào. Thì bà con mình cứ ưng ý con xe này cứ alo sớm cho em qua số 0988 454 318 nha mọi người, để có giá tốt nhất cho mọi người khi đến xem xe và mua xe bên em nha. Thì bên em chuyên mua bán và trao đổi tất cả các loại ô tô cũ đã qua sử dụng. Nếu mà anh chị em bà con nào mình có cái dòng nào mình cần bán hoặc mình cần trao đổi thì cứ alo cho em, gửi thông tin qua cho em, hình ảnh đăng kiểm, cà vẹt và hình ảnh xe, nội thất xe. Thì mình sẽ thương lượng và trao đổi với nhau nha mọi người. Thì phần này là phần khung gầm của con xe Mitsubishi này nha. Con này đời nó 2003. Thì nói chung cái chất lượng của dòng xe Nhật này thì bà con mình khỏi phải bàn. Thì nói chung máy móc nó chạy rất là ok. Tuy là đời nó chỉ có 2003 thôi nhưng mà cái chất lượng nó còn rất là tuyệt vời. Đấy ha. Đây là cái phần khung gầm phía sau. Và cái lớp sơ cua này chủ họ cũng mới mua ha mọi người ha, vừa thay nữa ha. Lớp mạc còn như trên xe, cầu số mạnh luôn nha. Cầu số rất là to và mạnh nha. Cho nên bà con mình cứ yên tâm, bên em bán xe là bao uy tín và bao chất lượng. Cho nên bà con mình có thông tin thắc mắc thì cứ liên hệ sớm với em để có giá được thông tin về xe và để có giá tốt nhất cho mọi người nha. Nếu mà thật sự anh chị em bà con nào đã thích con xe này thì cứ alo sớm cho em, chốt cọc cho em con xe này. Em sẽ giữ xe cho anh chị em bà con mình từ 5 đến 7 ngày ha, để anh chị em bà con mình lựa chọn cái thời gian, lựa chọn cái công việc thích hợp để rước em nó về phục vụ cho công việc làm ăn mua bán của mình nha mọi người. Ngoài công việc bán xe ra, mua xe, rồi trò chuyện với khách hàng, rồi thảo luận với khách hàng, xem hình ảnh và đi coi xe. Thì nói chung ở nhà còn rất là nhiều công việc của em nữa. Còn làm vườn, làm rẫy, trồng chuối, trồng mít, rồi trồng bưởi, rất là nhiều luôn mọi người. Đó ha. Hôm nào em rảnh thì em sẽ quay lên clip xem ngoài vườn em có những trái cây ăn gì không. Nếu mà anh chị em bà con nào mình mua xe thì nói chung có được cái gì ở nhà thì em sẽ tặng cho anh chị em bà con mình để về giống như là cái quà cho mọi người vậy đó ha. Thì chẳng có gì quý giá hơn ngoài tình cảm mọi người ơi. Tiền mình có thể làm ra bất cứ lúc nào được ha, lúc nào mình cũng có thể làm ra tiền hết, nhưng mà có cái tình cảm là nó mãi mãi gắn bó. Và nếu mà một cái nó mà đã mất đi rồi thì khó có thể tìm lại được ha. Cho nên là cái nào quan trọng đầu tiên thì cũng là cái tình cảm đó. Và đây là cái phần tổng thể, cái phần đồng sơn sắt xi. Rồi em sẽ lên cái phần nội thất để cho bà con mình nghe âm thanh tiếng máy nó như thế nào, để anh chị em bà con mình cùng cảm nhận cái âm thanh của nó như thế nào nha. Đó. Ở bên kia vẫn còn một con Suzuki nha mọi người, con Suzuki Ben ha. Và con nào cứ nhanh tay, con nó rất là rẻ luôn. Con đó bây giờ cuối năm rồi em sẽ bán xả cho mọi người luôn. Con đó bán chỉ có 47 triệu thôi nha, 47 triệu sở hữu ngay một con xe ben nha mọi người. Xe ben Suzuki đàng hoàng nha, không phải Trung Quốc đâu. Xe máy móc chạy khá là ok nha mọi người. Đó, bà con được nghe được thông tin thì cứ alo sớm cho em. 47 triệu thôi nha. Đây, đây là phần nội thất nha mọi người. Đây, nội thất thì cái ghế này nguyên bản của nó rách tí này may lại không sao nha. Nội thất thì nói chung trần đồ cũng còn nguyên bản hết ha. Con này thì không có máy lạnh nha anh chị, con này thì không có máy lạnh đâu ha. Rồi em sẽ để cho bà con mình nghe âm thanh tiếng máy của nó như thế nào nha. Rồi em sẽ để đó. Nói chung nội thất còn rất là dơ luôn, chưa có lau chùi, chưa có rửa gì hết trơn á. Xe này nói chung cũng mới về thôi ha. Rồi em sẽ đề cho bà con mình nghe âm thanh tiếng máy nó và bà con mình cùng cảm nhận tiếng máy của nó nha. Mitsubishi thì máy nó rất là êm luôn đó, bà con mình cùng nghe luôn ha. Mấy con số con này rất là nhẹ nhàng luôn, con số con này cực kỳ êm nhẹ nhàng ha mọi người ha, rất là nhẹ nhàng luôn. Máy nó khá là êm và nhẹ đó. Nội thất cũng nói chung còn tương đối khá là sạch sẽ, trần sàn đồ. Nói chung tắp bi tắp lô con này thì nói chung mình mua về mình hoạt động luôn nha. Còn bà con nào mình muốn lên trần 3D 5D hoặc là mình lót cái nào đó thì theo cái ý thích của mình đó. Còn cái xe cũ thì nói chung nó không có được hoàn hảo với cái xe mới, thì em cũng đóng góp ý kiến cho bà con mình cùng nghe như thế. Nếu mà anh chị em bà con nào á mình thật sự thích cái con xe này rồi cứ alo sớm cho em, chốt cọc cho em sẽ giữ xe cho anh chị em bà con mình từ 5 đến 7 ngày nha anh chị. Cũng gần tháng mấy nữa là tới Tết ta mình rồi, cũng chuẩn bị bước sang một năm mới và bước thêm một tuổi mới. Cầu mong mọi điều bình an, mọi điều hạnh phúc sẽ đến với tất cả anh chị em bà con của mình nha. Đó. Đó là em vừa tắt máy rồi ha. Bây giờ sẽ quay sơ lược lại một lần nữa. Nếu mà anh chị em bà con nào thích con xe này, muốn tham khảo thêm về cái động cơ khoang máy của nó nè, thứ hai nữa là về cái hình ảnh xe nè, hoặc là cái đăng kiểm bảo hiểm, hoặc là cái cào vẹt nó, thì cứ nhắn tin trực tiếp cho em trên Zalo, không cần phải kết bạn. Vì sao không cần phải kết bạn? Vì Zalo của em khá là nhiều khách họ kết bạn với em, nhưng mà thật sự không phải mình không chấp nhận người lời kết bạn của người ta. Thật sự mình rất là muốn nhiều bạn nhiều vui, tại vì công việc của mình mà có thêm khách hàng là một điều rất là tuyệt vời luôn á. Nhưng mà thật sự là cái Zalo của em á, nó bị đầy, nó đầy kín bít luôn, nó không có thể nào mà vô được hết, chấp nhận được hết. Cho nên mong anh chị em bà con mình thông cảm giùm em nha. Rồi em sẽ kết thúc cái video ở đây, mong nhận lại những cái phản hồi tích cực từ anh chị em bà con của mình nha. Và bà con đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ em và đóng góp ý kiến cho em để hoàn thiện và làm những cái video sau nó hay hơn, để gửi đến anh chị em bà con mình xem những cái con xe chất lượng tốt nhất, gửi đến anh chị em bà con mình những cái con xe hoàn hảo nhất có thể nha mọi người. Và tiếp theo em sẽ làm thêm những cái video ngoại lệ nữa để giúp cho bà con mình xem những cái video đó giải trí, nó không có bị nhàm chán nữa nha. Rồi em xin kết thúc cái video ở đây, mong nhận được những phản hồi tích cực từ anh chị em bà con mình nha. Chào tất cả mọi người.